Phần cuối bản tin sẽ là một thông tin rất đáng quan tâm. Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, tính chung 5 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Kéo theo đó là sự phục hồi mạnh mẽ của phân khúc khách sạn du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Và đáng chú ý, một số thương hiệu khách sạn quốc tế đã mở rộng quy mô, số lượng dự án hợp tác tại Việt Nam. Hoạt động du lịch phục hồi đã thúc đẩy doanh thu du lịch lữ hành, dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng cao. Trong đó, lượng khách đến từ châu Úc và châu Mỹ là tăng mạnh nhất. Tôi rất vui khi đến đây. Đã lâu rồi mới được đi du lịch. Ẩm thực và phong cảnh ở đây rất hấp dẫn. Cái quan trọng nhất tăng doanh thu từ đầu khách. Và như vậy thì ta phải làm thế nào đó thì sản phẩm chúng ta mới hơn, xuất sắc hơn. Nhưng quan trọng hơn nhiều là chúng ta phải tập trung vào những cái thị trường, chiến lược. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp vốn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nhà ở, khu công nghiệp cũng đã nhận thấy tiềm năng từ thị trường du lịch và tiến hành đầu tư. Các doanh nghiệp này đã chủ động tìm kiếm các thương hiệu khách sạn quốc tế để hợp tác. Ngay từ khâu quy hoạch, đại diện TNA Holding Việt Nam vừa cho biết sẽ phát triển các dự án khách sạn tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Phú Yên thông qua sự hợp tác với thương hiệu Accor và Ennismore. Là dòng du lịch dịch chuyển trên thế giới bắt đầu tăng lên rất mạnh, và xu hướng của người du lịch ở Việt Nam thì khi mà đi thì người ta sẽ có xu hướng là chi trả nhiều hơn, yêu cầu dịch vụ và sản phẩm tốt hơn. Và những đơn vị quản lý vận hành hàng đầu trên thế giới giúp chúng tôi đa dạng hóa sản phẩm nghỉ dưỡng, đồng thời là nâng cao chất lượng tiêu chuẩn dịch vụ và hiệu quả vận hành. Việt Nam là trái tim của khu vực thương mại Đông Nam Á. Đây là cơ hội để đón những dòng khách dịch chuyển để phát triển khách sạn và những điểm thương mại dịch vụ. Chúng tôi cho rằng đó là cơ hội của ngành khách sạn. Khi chọn đối tác, chúng tôi tìm hiểu về lịch sử của công ty và lĩnh vực đầu tư. Điều quan trọng là phải có kế hoạch kinh doanh tốt và vị trí của khách sạn nữa. Báo cáo mới đây của công ty Saview Việt Nam cho thấy số lượng dự án mang thương hiệu khách sạn của nhà điều hành quốc tế và khu vực xuất hiện tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong vòng 3 năm tới, từ 127 đến 261 dự án vào năm 2025. Sự hồi phục của ngành du lịch chính là động lực thu hút ngày càng nhiều thương hiệu khách sạn quốc tế vào Việt Nam.